Sala xin gửi lời chào thân ái, kính chúc sức khỏe cùng vạn điều tốt lành đến tất cả quý khán giả của kênh YouTube Sala TV và tất cả bà con Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Sala đang có mặt tại tỉnh lộ 11 của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và tại đây Sala sẽ đưa mọi người đến tham quan cũng như là cúng bái tại một địa điểm là một thắng cảnh của Kiên Giang. Và tại đây, người dân cũng đã dựng những miếu nhỏ để thờ tự. Nơi đây mang tên là Hang Cá Sấu. Với tên gọi Hang Cá Sấu được người dân địa phương lý giải như thế này. Tại đây là có một ngọn núi đá vôi. Và khi nhìn từ xa thì ngọn núi này trông giống như đầu của con cá sấu. Ở phía dưới ngọn núi này là có những hang động cho nên người ta gọi là Hang Cá Sấu. Còn một lý giải khác là ngọn núi này xưa kia chìm ngập trong nước biển và dưới đây có những cái hang động cũng là nơi trú ngụ của loài cá sấu biển khổng lồ ở dưới đây. Chúng tụ tập ở đây để sinh sống và sinh nở. Sau này khi nước biển rút hết, phần núi đá voi này trồi lên mặt đất. Nhưng người ta vẫn quen gọi nơi đây là Hang Cá Sấu cho đến tận bây giờ. Và ngay sau đây, Sala xin mời tất cả quý khán giả, chúng ta hãy cùng từ từ bò vào Hang Cá Sấu để tham quan, để khám phá cũng như là cúng bái ở phía dưới Hang Cá Sấu mọi người nhé. Xin mời tất cả mọi người hành trình cùng Sala. Đây, để Sala đưa mọi người đi vào một cái hang của đá voi, mà cái hang này đi phải bò xuống. Ê, kiểu này tay nè. Trời ơi, phía trước này giống như mấy con siêu mẫu phải không? Đây người mẫu. Cái trước này có gọi là người mẫu hang đá voi. Hang đá voi. Trời ơi. Cho qua đi. Cần quá. Không cần khẩu máy bôi rồi. Chú mổ hoài hết rồi, biết chú mổ hoài luôn. Quá trời luôn á. Đây, cái này là đi là khơm xuống bò thôi. Cái hang ở trong đây người ta đặt mấy tượng thần tài, ông địa. Ban đầu mình tưởng trong đây có một cái miếu, nhưng mà ở đây là đặt tượng thần tài, ông địa. Đặt tượng thần tài, ông địa thì đúng hơn, tại vì nằm sát đất quá. Này, đi sâu vô. Cái này là bữa nay là không có quay chùa mà lại là quay cái nơi linh thiêng, mà là nằm ở dưới một cái vách đá, quay một cái nơi thờ tự thôi. Nó ở trong đó là có những cái đường ăn thông ra, phía dưới cũng có nước nữa nè. Cái đây rất là cao các bạn ơi. Nên nhìn Sala nhìn ở bên ngoài là thấy ở phía dưới là có nước. Tối quá. Đây mình nhìn qua bên kia là mình thấy cũng có một cái nơi người ta đặt cái bát hương ở đó, giống như người ta thờ thần thổ địa hay là ta thờ sơn thần chẳng hạn. Ở bên đây là mình nhìn vô nè, có những cái đá rất là sâu, cái hang sâu nữa. Nhưng mà mình đi theo đoàn để tham quan thôi, cho nên là chỉ ghi hình cho các bạn xem, không có những cái cuộc như là thám hiểm. Mình đi sâu hơn. Ê, phải mở cái khẩu trang ra sẽ là nói chuyện cho nó rõ. Đó có một cái gọi là một cái đá tựa như một cái bia
Yeah. Nơi đó người ta đặt bát hương để người ta thờ. Thì bây giờ ở đây mà đi qua bên đó thì ta đi bằng, nếu mà đi như vậy thì đi từ bên ngoài đi qua. Khúc này mình không thể nhảy qua bên đó được. Phóng qua đó là mình không may rồi thì rớt xuống nước. Thì cái khoảng cách cũng hơi xa ha. Mọi người trong đoàn của Sala là họ đến đây rồi họ đốt nhang, họ thắp nhang nè. Mình ở đây mình cầu cái sự bình an ha. Bình an cho chuyến đi của đoàn hành hương. Đi đến nơi về đến chốn. Tại đây là trên đường cho nên là Sala cũng chưa có dịp tìm hiểu ở đây là một cái địa danh gì. Cho nên là để Sala về Sala tìm hiểu xong rồi Sala sẽ ghi lên trên cái tiêu đề nha. Còn nếu như một chỉ là một ngọn đá vôi thôi thì để mình để trống vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Đã rất là lâu rồi mình mới có dịp đi vào những cái hang đá như thế này, cũng mười mấy năm rồi đó các bạn. Đây, Sala đã bật cái đèn flash lên để ghi hình một cái nơi mà người ta đến đây. Thông thường là như Sala biết là quay những cái vật cúng ở trên này thì Sala thấy là người ta đến đây người ta sinh sống. Trong đó là có bức hình của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho mình nghe mùi gì không? Mùi đá thường là cái mùi dơi á, cái mùi phân dơi. Bên đây là có tượng của Quán Thanh Bồ Tát. Bên đây cũng là Sala nó nhầm, nó là bức hình của Quán Thanh Bồ Tát. Trong kia có một bức hình nhỏ nhỏ là bức hình của Thích Ca Mâu Ni. Và bức hình kế bên cũng của Quán Thâm Bồ Tát. Thì ở đây người ta đặt hình đặt hình của các vị Bồ Tát ha. Đoàn của Sala đã lên xe rồi, bây giờ Sala sẽ đi ra ngoài nha. Mình đi theo đoàn cho nên là mình không có thời gian để mà thuyết minh hay là nói chuyện nhiều cho các bạn xem. Đây đoàn của Sala lên xe rồi nè. Bây giờ Sala ra xe nha. Mình kết thúc cái phần gọi là tìm hiểu một cái phần của ngọn đá núi đá voi trên đường mà Sala đi từ Hà Tiên về rồi Gạch Giá đó. Các bạn thấy là xa xa cũng có một cái cảnh là người ta đang khai thác đá để người ta làm xi măng đó các bạn. Đây là cái đoạn mà gần ở trên quốc lộ 80 mắm ruốc ông Mập Út Mập chứ quên mắm ruốc Út Mập và cái di tích hang cá sấu. Hang cá sấu
Cái chuyện hang cá sấu là người ta đặt rồi, tại vì ngày xưa ở đây có cá sấu đó. Nhưng mà bây giờ thì nãy vô trỏng thì không thấy cá sấu đâu, mà thấy người không à. Người không có đẹp, người xấu.